Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát, được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ cùng chia sẻ tới tất cả quý vị và các bạn về vận trình của những người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 8 âm lịch. Như quý vị đã biết thì con khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Mậu Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha và sẵn sàng giúp đỡ những người đang gặp khó khăn xung quanh cuộc sống của mình. Theo tử vi, tháng 8 âm lịch, những gia chủ tuổi Mậu Thân luôn giữ được bình tĩnh, giữ cho mình một cái đầu lạnh để xử lý linh hoạt trước mọi tình huống khó khăn. Nhờ có một ý chí mạnh mẽ kiên cường cho nên không sợ hãi trước tình huống xấu lần này mà vẫn bảo vệ được vị trí của mình. Vậy nên vận trình tháng 8 âm lịch của những người tuổi Mậu Thân, họ sẽ là một trong những con giáp gặp may mắn và thành công bậc nhất trong tháng này. Và sự thành công của họ đương nhiên khiến cho rất nhiều con giáp khác phải ganh tị, đỏ mắt. Vậy nên, trong cuộc sống lúc này, tốt nhất là bạn cũng cần phải lưu ý và xử lý hài hòa để tránh những mâu thuẫn xung đột không đáng có, làm ảnh hưởng đến con đường thành công của mình, con đường quan vận của mình quý vị nhé. Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu phân tích lá số tử vi của những người tuổi Mậu Thân. Xin mời tất cả quý vị. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 mệnh đại dịch thổ, tính tình lạc quan, vui vẻ, phóng khoáng và thoải mái. Họ không ngại khó khăn, dũng cảm, đương đầu với mọi thử thách trên đời. Không được phúc anh em gia đình trợ giúp, phải tự tay lập nghiệp, độc lập, tự cường thì mới có thể thành công. Tiền vận có phần vất vả nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi Mậu Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định, nữ mệnh có phần cố chấp và ngang bướng. Người tuổi Mậu Thân là người tài năng, song áp lực công việc lớn, lại phải chịu sự gièm pha từ những kẻ xung quanh nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan, bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên cũng phải chú ý đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung chỉ cần bạn nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao cho bạn những thành tích như mong muốn. Bước sang tháng 8 âm lịch, người tuổi Mậu Thân hầu hết đã xây dựng được một nền tảng sự nghiệp ổn định. Tuy đôi khi vẫn còn gặp phải những khó khăn nhất định, nhưng với sự quyết tâm nỗ lực hết mình, cuối cùng bạn vẫn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề gia đình, đặc biệt là nữ mệnh, đề phòng xảy ra xung đột nghiêm trọng. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Kỷ Âm Thổ nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các quý vị gia chủ Mậu Thân trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này cho thấy công việc tiến triển đều đặn, nhưng khó có những bước phát triển nhảy vọt, cần kiên trì tiếp tục việc mình đang làm, chớ nên vội vàng muốn chứng tỏ bản thân, lấy lòng lãnh đạo, vì như thế có thể gây phản tác dụng. Người làm kinh doanh sản xuất cũng không nên vội vàng mở rộng quy mô, nếu không dễ vướng phải rắc rối trong các thủ tục pháp lý, thậm chí là bị lừa gạt. Thầy Gia Cát nhắc nhở người tuổi này cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý là hơn, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình, đừng lo chuyện bao đồng, dù làm gì cũng nên thận trọng. Từ lời nói đến hành động của bạn đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn, thậm chí khiến bạn vướng vào rắc rối phiền phức không đáng có. Gia chủ cũng nên dành thời gian để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn của bản thân, chớ để đến khi thời cơ xuất hiện mà bạn lại không biết phải nắm bắt như thế nào. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài chính trong tháng nhìn chung bình ổn, không đến mức suy giảm nhưng cũng không quá rực rỡ. Tiền kiếm được đều đặn nhưng không nhiều, nhất là với những người làm đầu tư hoặc buôn bán. Ngoài ra bạn cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi.
việc bạn cần làm đó chính là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của gia chủ Mậu Thân trong tháng 8 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần có phần không được tốt như các tháng trước đó do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Bản mệnh cần giữ bình tĩnh mỗi khi giải quyết tranh chấp mâu thuẫn, đừng nên chủ động ẩu đả với người khác, dễ khiến bản thân mình bị thương. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nên có chế độ sinh hoạt, làm việc, nghỉ ngơi. Đồng thời hoạt động thể dục thể thao đều đặn để duy trì sức khỏe. Các quý vị gia chủ Mậu Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo tử vi năm 2022, tháng 8 âm lịch này, chuyện tình cảm của những người tuổi Mậu Thân khá ảm đạm, bản mệnh không thường xuyên dành thời gian cho gia đình của mình. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho gia chủ dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Gia đình bạn vào tháng này cũng sẽ gặp một số chuyện không hay xảy ra, có xích mích nhẹ giữa cha mẹ và con cái. Mậu Thân nam mệnh là chủ gia đình, tiếng nói của bạn sẽ có được sự tôn trọng nên đứng ra để giải quyết mâu thuẫn. Mậu Thân nữ mệnh là người mẹ, người vợ trong gia đình, bạn cần phải ôn hòa trong lời nói, cư xử và hãy là tấm gương tốt để con cái noi theo. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu, lục hợp thìn tam hợp sửu và tị thánh kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, phá tý và tuyệt dần. Đối với những người tuổi Mậu Thân, trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 8 năm 2022, tức ngày 29 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp giáp dần, có nạp âm đại khê thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 8 năm 2022, tức ngày 10 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp bính dần, có nạp âm lôi trung hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 8 năm 2022, tức ngày 22 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mậu Dần, có nạp âm thành đầu thổ. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Mậu Thân trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 8 năm 2022, tức ngày 1 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Tỵ, có nạp âm sai trung thổ. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 8 năm 2022, tức ngày 13 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Tỵ, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Tỵ, có nạp âm Bạch Lạp Kim. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác và ai trong chúng ta cũng đều có sứ mệnh của riêng mình.
Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của những người tuổi Mậu Thân trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp đỡ được cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống của mình có được những bước đi vững chắc hơn và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại. Trước khi rời đi, quý vị đừng quên nhấn chuông thông báo và ấn chuông. Trước khi rời đi thì quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để ủng hộ cho chúng tôi những người thực hiện chương trình này quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo. Chúc quý vị an khang, mạnh khỏe.